tôi sẽ hợp nhất hai thanh 100kg vàng này lại. Ok nhá. Đầu tiên thì mình sẽ hợp nhất nó lại đã. Anh em cứ bình tĩnh, các bạn cứ ngồi im ở đấy, cứ bình tĩnh thôi. Hợp nhất hai thanh lại nhá. Ok. Xong. Xong đồ long, hợp nhất. Ok chưa các bạn? Đây. Trên tay tôi bây giờ là hai thanh đồ long đao 100 cân. Và tối nay như tôi đã giữ lời hứa các bạn là tối nay sẽ có kèo 200 cân đây. Số lại cho anh em thử đi. 200kg đây anh em ơi. Theo cấp số cộng thì cộng vào nó 200 cân nha mọi người. Hào dinh nhá. Nào các bạn ơi. Bây giờ tôi thông báo với tất cả mọi người như này này. Hôm nay chính thức chúng ta, Hồng ơi, hôm nay chính thức chúng ta sẽ có thêm một cái kèo mà Duy nhất Việt Nam có mỗi Hoàn Hay làm. Hiện tại trên đất nước, cả giải đất nước Việt Nam hay cả thế giới này chỉ có hai thanh đồ long hợp nhất duy nhất như này. Ok nhá. Và các bạn đoán xem tôi có bẻ được không. Bây giờ mình sẽ tạm thời để thanh gọi là song long đao đúng không. Tôi sẽ gọi nó là thanh song long đao. Để ở đây đã. Đây. Tôi sẽ tạm thời để thanh song long đao ở đây nhá. Ok chưa?